Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của shop PCB Linh Nga các bác nhé. Thì ở trong video này bên shop tiếp tục lên giới thiệu đến cho các bác và anh em về một cái mẫu van và mẫu bình để cho anh em chơi những cây côn đô, những cây talon, những cây mini các bác nhé. À, đặc biệt trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu lên cho bác một bộ hơi van bình khuyến mại cho anh em mua một tặng một các bác nhé. Đấy, thì các bác lưu ý cho em tất cả các bác nào mua cũng sẽ được tặng và khuyến mại ưu đãi cho các bác. Bác nào muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng nhé. Bên em sẽ ship code COD đồng kiểm sau 3 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đấy là quyền lợi của các bác và anh em mua hàng của bên shop nhé. Các bác mua một bộ van bình hôm nay thì sẽ được mua một tặng một, thể lệ như nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết trong video cho các bác nhé. Em giới thiệu đến cái mẫu van thì em sẽ báo giá van, giới thiệu bình và sẽ báo giá cho anh em bình và khuyến mại tặng cho anh em mua một tặng một cái gì thì em sẽ giới thiệu trực tiếp cho bác luôn nhé. Đây, bây giờ em sẽ lên giới thiệu đến cho bác và anh em một cái mẫu van cricket khoang áp lớn nhé. Đấy, các bác nhìn này, van cricket khoang áp lớn, cái mẫu này thì cực kỳ là uy lực rồi các bác nhé. Đấy, con này thì sẽ là phiên bản mới nhất 2024, cập nhật rất chia nhiều tính năng và những cái cải tiến của nhà sản xuất đưa ra cho mình đối với cái mẫu van cricket khoang áp lớn. Đặc biệt là các bác mua hàng ở trong ngày hôm nay sẽ được ưu đãi với một mức giá vô cùng là hợp lý, khuyến mại cho anh em mua một tặng một, phần quà cực kỳ là hấp dẫn van bình hôm nay các bác nhé. Đó, đây, để em giới thiệu qua cho bác về con van này nhé. Đây là mẫu van cricket khoang áp lớn này. Cái này là sẽ là van hộp mở, sẽ là có 4 lỗ xả đây các bác nhé. Đấy, các bác nhìn khuyên xoay cực kỳ là xịn sò nhé, ok chưa. Một con van cricket khoang áp lớn, mẫu van này thì hiện tại đang được con này thì mẫu mới nhất 2024, khuôn xoay cốc tét áp phiên bản rồng này. Cái khoang áp lớn này thì nó có ưu điểm gì em sẽ kể đến cho bác luôn nhé. Thứ nhất, các bác chơi những cái dòng van khoang áp lớn này thì để cho phù hợp với em chơi những cây cấu hình, các bác chơi những cây kẹo khoảng độ tầm 635 hoặc sờ lông xuyên phá, những cái mẫu đấy thì nó sẽ yêu cầu là một mức áp gia tốc nó lớn hơn các bác nhé. Đấy, thì hôm nay nhà sản xuất đã lên cho mình cái cấu hình khoang áp lớn để cho anh em chơi những cái loại kẹo lớn các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ uy lực hơn các bác nhé. Đấy, tăng cái độ chính xác và cái độ uy lực của cây củ của mình nhé. Đó, đối trước đây các bác chơi những cái dòng kẹo đấy, ví dụ như 635 hoặc xuyên phá sờ lung, các bác chơi những cái mẫu van khoang áp thẳng mà nó nhỏ ấy thì nó vẫn có hơi cái gọi là độ yếu một chút đúng không các bác. Đấy, thì hôm nay lên cho bác cái loại khoang áp lớn này thì sẽ khắc phục được cái sự yếu đấy các bác nhé. Đấy, cái tốc ra cực kỳ là ổn định, các bác không bao giờ lo yếu, không bao giờ lo chịch choạc, nó tăng cái độ uy lực của cây củi của mình lên các bác nhé. Đó, cái mẫu này thì bác nào mua thì bên em sẽ hỗ trợ chỉnh áp cho các bác luôn nhé. Đấy, về các bác chỉ cần lắp vào là các bác chơi thôi. Đấy, gửi đi cho bác nguyên đai đầy đủ như này, có cả cốc chặn áp. Về các bác chỉ cần xả cái đồng vặn cái đồng hồ bên áp này ra, các bác xả cho nó hết hơi, xong các bác xoáy cốc cái áp này ra, các bác lắp vào bình là các bác chơi luôn được nhé. Đây, cái mẫu này thì sẽ là khuyên xoay các bác nhé. Đấy, về anh em tháo cái khuyên này ra này, cái này hơi chắc. Đây, em tháo thử cái này cho các bác xem. Anh em tháo cái khuyên này ra nhé, xong anh em đặt cái này vào khung, các bác đút vào khung. Đây, cái này anh em xoáy vào nhé, các bác lắp cái này qua khung để nó giữ cái van của mình nhé. Là anh em có thể chơi bình thường rồi. Đấy, các bác xoáy cái này về cái này là cái khuyên nhé, anh em xoáy vào khung này, xong anh em chỉnh rất chi là đơn giản và dễ thôi. Thì một con van khoang áp lớn như này đang được bên shop bán ưu đãi cho anh em giá bao nhiêu ạ? 1.100.000 bao ship tận nhà cho anh em nhé. Van cricket khoang áp lớn hàng nguyên bản công ty, bao cho bác chơi không tật không lỗi, cực kỳ là ổn định xịn sò nhé. Còn một số cái này hàng công ty thì nó sẽ hạn chế được rất chi là nhiều thứ, ví dụ là tật lỗi xì sọt các thứ, vì nhà máy công ty người ta sản xuất tất cả các chi tiết đều chính xác, ăn khớp nhau 100% các bác, nên các bác chơi thì các bác cứ yên tâm về cái sự ổn định, các bác không lo xì sọt, không lo hỏng hóc đâu các bác nhé. Đấy, giá công khai cho bác là 1.1.000 nhé. Đấy, còn đây hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho bác cái mẫu bình carbon này, mẫu bình carbon ban đắc nhé, ban đắc này. Đó, cái mẫu bình này thì vừa rồi đang làm mưa làm gió trên thị trường. Bây giờ em về được một lô để phục vụ cho bác và anh em nhé. Cái này thì sẽ có hai thông số chính, con này em đang cầm trên tay là thông số 0.42, còn con bên dưới này thông số 0.5 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn phân biệt bình 0.42, bình 0.5, các bác nhìn ở giữa này, đây 0.42 này, cái
cái này nó sẽ có chữ là 0.5 đây các bác nhé. Đấy, hai số đầu và hai số cuối đều giống nhau, các bác phân biệt đây, phân biệt 0.5 và 0.42, mình phân biệt ở cái số ở giữa này các bác nhé. Đó, thì một cái bình carbon Bắc Đa nhé, đang được bên shop bán giá công khai 1.850.000 bao ship cho anh em nhé, 1.850.000. Các bác lấy size 0.42 và size 0.5 thì giá tiền đều như nhau nhé. Đây, 1.850.000. Hôm nay các bác mua một van hoặc một bình sẽ được khuyến mại mua một tặng một nhé. Mua một tặng một, cái van làm một chiều, các bác mua một van này sẽ được khuyến mại tặng một van một chiều, hoặc các bác mua một bình cũng sẽ được khuyến mại tặng một van làm một chiều, trị giá 70.000 các bác nhé. Đấy, van làm một chiều 70.000 một chiếc. Hôm nay các bác mua van sẽ được khuyến mại một tặng một cái van một chiều nhé. Đây, các bác mua một cái van điều áp nhé, cái này gọi là van điều áp, tặng một cái van làm một chiều nhé. Đó, để về anh em xoay cua, sau anh em dùng nó bị hỏng hóc thì các bác có đồ mình xoáy ở đây dùng luôn nhé. Đó, hoặc các bác mua một bình hơi này cũng sẽ được tặng một van làm một chiều các bác nhé. Đấy, em báo giá lại cho bác nhé. Van cờ đi kết khoang áp lớn là 1.100.000, bình nhôm carbon Bắc Ba giá là 1.800.000 các bác nhé, combo luôn cho anh em. Thì sẽ khuyến mại tặng cho anh em hai cái van nạp này luôn nhé. Nếu anh em mua một van một bình, các bác mua combo sẽ được khuyến mại tặng hai cái van nạp nhé. Cái này thì van cờ lít kết khoang áp lớn này, anh em chơi thì cứ yên tâm, nó là đỉnh của chóp nhé, các bác không phải lo gì cái vấn đề tật thay lỗi hay hỏng hóc. Cái này thì nó sẽ giải quyết được một số vấn đề anh em đang gặp phải bây giờ. Đấy, ví dụ anh em chơi những cái kẹo 635 xuyên phá này hoặc sờ lung thì nó giải quyết được rất chi nhiều vấn đề em đã nêu ở trên các bạn. Đấy, cái giải áp ra ổn định tốc lớn đấy, và cây củi của mình cực kỳ là uy lực, anh em chơi không bao giờ lo bị yếu hay là áp nó bị đuối. Đấy, mình chơi cái mẫu này rất chi là thích các bạn nhé. Đấy, các bạn nào đang chơi những cái mẫu kẹo đấy thì các bạn nên quan tâm đến cái dòng van này, đây là một cái sự lựa chọn không thể bỏ qua cho các bạn khi các bạn chơi những cái mẫu kẹo đấy các bạn nhé. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của ngày hôm nay. Chúc các bác và gia đình luôn luôn khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào các bác.